chào tất cả các quý thầy cô cùng tất cả các bạn sinh viên khóa 34 ngành quản trị kinh doanh của trường Đại học Thăng Long ạ. Đầu tiên thì em xin giới thiệu về thầy sẽ giới thiệu cho các bạn sinh viên về cái ngành quản trị kinh doanh của chúng ta. Đầu tiên ngành quản trị kinh doanh của chúng ta thì sẽ gồm có hai cái chuyên ngành là chuyên ngành quản trị doanh nghiệp. Với mục đích của chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, chúng ta sẽ định hướng vào những cái hành vi của các cá nhân và sẽ giúp cho các em những cái môn học mà định hướng cái lý thuyết vào tình huống thực tế và thông qua các kỹ năng như kỹ năng lãnh đạo, ra quyết định hoặc là hoạch định các cái phát triển của nhân lực và quản lý sản xuất và dịch vụ. Về cái chuyên ngành quản trị doanh nghiệp này thì sau khi sinh viên ra trường thì các em có thể là quản trị viên ở các công ty trong các tổ chức trong và ngoài nước, hoặc là các nghiên cứu viên, hoặc các em có thể định hướng vào những cái ngành nghề như tự khởi nghiệp như là startup. Chuyên ngành thứ hai của ngành quản trị kinh doanh đấy chính là chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế, với định hướng chung là sẽ giúp cho các em những cái kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kinh doanh quốc tế. Và đặc biệt ngành quản trị kinh doanh quốc tế là sự kết hợp giữa hai chuyên ngành là quản trị doanh nghiệp và kinh doanh quốc tế, và chính vì vậy chúng ta sẽ học được cái sự khác biệt của kinh doanh quốc tế với kinh doanh nội địa. Chúng ta sẽ tập trung vào những cái môn học như là đầu tư quốc tế, thanh toán quốc tế, quản trị chuỗi cung ứng, nghiệp vụ xuất nhập khẩu và marketing quốc tế. Và sau khi mà ra trường học xong chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế thì cơ hội rất rộng mở đối với tất cả các bạn sinh viên. Chúng ta có thể trở thành những chuyên viên kinh doanh trong các tập đoàn của nước ngoài. Chúng ta có thể trở thành những người tư vấn viên hoặc là quản trị xuất nhập khẩu hay là thanh toán quốc tế tại các ngân hàng, vận tải biển hay là hàng không. Và đồng thời thì các em cũng có thể trở thành những cái người tự khởi nghiệp như là startup. Và thầy cũng chỉ muốn định hướng chung đấy là khi mà chúng ta học ngành quản trị kinh doanh thì có hai chuyên ngành là quản trị doanh nghiệp và quản trị kinh doanh quốc tế. Thì nếu như bạn nào muốn định hướng trở thành một nhà quản trị trong doanh nghiệp thì các bạn có thể học theo hướng là chúng ta sẽ lựa chọn chuyên ngành gọi là chuyên ngành quản trị doanh nghiệp. Còn bạn nào muốn trở thành những người mà quản trị các hợp đồng thương mại, ngoại thương thì chúng ta có thể là theo học chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế tại Đại học Thăng Long. Và tiếp theo thì thầy cũng muốn chia sẻ một chút về những cái tố chất của để trở thành một nhà quản trị. Thì các bạn có thể nhìn thấy trên hình ảnh của các bạn, đấy chính là một trong những cái CEO nổi tiếng nhất trên thế giới, đấy là Steve Jobs. Thì ông có một câu nói chia sẻ rằng: tôi tin chắc rằng đến một nửa sự khác nhau giữa một doanh nhân thành đạt và không thành đạt chính là tính kiên trì. Qua câu nói này thì chúng ta có thể hình dung một điều, đấy là làm bất cứ một cái việc gì thôi thì các bạn đều phải kiên trì. Và chúng ta đã đặt mục tiêu thì chúng ta hãy cố gắng đi trọn vẹn cái mục tiêu đó. Chúng ta đã xác định được con đường cho riêng mình thì chúng ta phải đi hết con đường, đúng chưa ạ? Và đặc biệt để trở thành một nhà lãnh đạo ấy, thì ngoài những cái kiến thức background được đào tạo trong cái môi trường đại học thì chúng ta cũng cần phải có một số cái tố chất như là sự nỗ lực, sự thật thà và chính trực, sự tin tưởng, sự thông minh, và thậm chí là một cái quan trọng nhất đấy là cái khả năng mà tinh thông của các em trong công việc, cái kiến thức chuyên môn của em liên quan trong công việc. Và ngoài ra thì chúng ta cũng phải có một chỉ số EQ tốt, chỉ số EQ tức là chỉ số cảm xúc cao, và đặc biệt đấy là chỉ số AQ, đấy là chỉ số vượt lên hoàn cảnh. Khi mà các bạn vào một cái hoàn cảnh nào đó thì các bạn có thể là dù khó khăn gian khổ nhưng chúng ta không chấp nhận từ bỏ, chúng ta phải nỗ lực vươn lên, thì đấy là tố chất của nhà lãnh đạo, một người có thể đứng mũi chịu sào và một người có thể chịu áp lực để hướng doanh nghiệp đi tới những thành công. Tiếp theo đó, về các cái kỹ năng tiêu biểu của một nhà quản trị và của một sinh viên ngành quản trị kinh doanh, đấy chính là: thứ nhất, bạn nhìn đây là hình ảnh của Bill Gates, một trong những người giàu nhất thế giới. Thì Bill Gates có nói một câu rất nổi tiếng, đấy là gì ạ? Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó thì đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết đi trong nghèo khó thì đấy chính là lỗi của bạn, đúng không ạ? Vậy thì để hình thành nên những cái khả năng để các bạn làm giàu được, để các bạn có thể tồn tại trong môi trường kinh doanh khắc nghiệt như hiện nay thì chúng ta cần một số các kỹ năng cơ bản sau. Thứ nhất là một nhà quản trị thì cần phải có một kỹ năng về khả năng giao tiếp. Thứ hai đấy là về khả năng đàm phán trong kinh doanh. Và đặc biệt đấy là cái ngoại ngữ. Trong cái thời kỳ kỷ nguyên 4.0 này thì cái việc mà các bạn sử dụng ngoại ngữ đấy là một điều rất quan trọng trong cái công việc của các bạn. Và đặc biệt ở Thăng Long thì ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ chính mà các bạn cần phải theo học thì chúng ta cần phải học một ngoại ngữ thứ hai. Và các bạn có thể lựa chọn một trong những cái ngoại ngữ khác như là tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Trung hoặc là tiếng Ý. Thì đấy là những cái ngôn ngữ mà các bạn sẽ được theo học tại trường Đại học Thăng Long. Ngoài ngoại ngữ ra thì các bạn cần phải có khả năng sử dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là trong môi trường thời đại 4.0 như hiện nay thì công nghệ thông tin chính là một trong những cái kỹ năng then chốt để quyết định sự thành công của các bạn. Ngoài ra thì các bạn cần phải là một người quyết đoán và xử lý tốt tình huống, cũng cần là một người bản lĩnh và trải nghiệm. Và các bạn còn phải có một người là có kinh nghiệm trải qua thực tế. Và một cái để mà có kinh nghiệm trải qua thực tế thì rất nhiều bạn có hỏi thầy, đấy là chúng ta sẽ lấy kinh nghiệm như nào khi chúng ta ngồi trên ghế nhà trường.
Thì thầy cũng muốn chia sẻ các bạn là thứ nhất là các bạn có thể tham gia những công việc part time, và đặc biệt là các bạn có tham gia những cái câu lạc bộ. Khi mà các bạn tham gia vào những câu lạc bộ về hướng nghiệp của trường ấy, hay những câu lạc bộ về kỹ năng của trường như câu lạc bộ Boss chẳng hạn, thì các bạn sẽ được tham gia những cái hoạt động ngoại khóa, và thông qua những hoạt động ngoại khóa này chính là nơi để các bạn tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình các bạn học đại học. Ngoài ra thì có một cái mô hình nữa của Nhật Bản rất là hay, đấy là mô hình Ikigai. Và thầy cũng muốn cho các bạn thấy rằng cái mô hình Ikigai này là một mô hình rất là hay, và các bạn có thể tự tìm hiểu. Ngoài ra thì chúng ta có thể tự tìm hiểu cái tính cách của chúng ta để xem chúng ta phù hợp với những cái nghề nghiệp và cái có tố chất lãnh đạo hay không, thông qua các mô hình như MBTI, DSC hoặc là mô hình 5 tính cách lớn của John Holland. Được chưa ạ? Thì đấy là kỹ năng. Và đến phần chủ yếu của chúng ta hiện nay là thông qua những cái tố chất và kỹ năng của một nhà quản trị. Thì thầy muốn chia sẻ và truyền tải cho các bạn bạn được là cái sự lựa chọn nghề nghiệp của bạn trong tương lai. Rất nhiều bạn có hỏi thầy, như hôm trước thì thầy vừa gặp mặt các câu lạc bộ Boss, thì các bạn có hỏi thầy là thưa thầy, khi mà học quản trị kinh doanh thì có phải chúng em sẽ trở thành những giám đốc trong tương lai hay không, đúng không ạ? Thì không phải là chỉ có sinh viên tân sinh viên K34, mà rất nhiều bạn sinh viên đã đặt câu hỏi cho thầy trong suốt những cái năm mà thầy giảng dạy ngành quản trị kinh doanh tại trường. Thì vậy thì chúng ta hãy tìm hiểu xem thì cái nghề nghiệp, cái mảng nghề nghiệp của ngành quản trị kinh doanh là gì. Thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy đây chính là Jeff Bezos, ông là CEO và chủ tịch của Amazon. Thì ông có nói một câu là chúng tôi không kiếm tiền từ việc bán hàng, mà chúng tôi kiếm tiền từ việc giúp khách hàng đưa ra quyết định mua sắm. Đây là một điều rất quan trọng trong cái việc định hướng nghề nghiệp cho các bạn, đúng không ạ? Thì cái việc đầu tiên mà những cái người mà học quản trị kinh doanh cần quan tâm ý, thì không phải là các bạn là giám đốc. Giám đốc chỉ là cái gần như là cái nấc thang cuối cùng trong cái sự phát triển sự nghiệp của các bạn. Mà điều đầu tiên khi các bạn học ngành quản trị kinh doanh ý, thì điều đầu tiên khi ra trường ý, các bạn sẽ làm nhân viên kinh doanh, hoặc là nhân viên marketing, hoặc là chuyên viên tổ chức các cái sự kiện, các cái event. Và ở trước đây thì thầy có công tác với cả một thầy giáo, thì thầy cũng là giám đốc của một công ty, và thầy nói là cái mà em học tài chính, học kế toán, học tốt là điều rất là tốt. Nhưng mà cái việc mà các em học hỏi những cái môn chuyên ngành liên quan đến tài chính thì chưa chắc các bạn đã trở thành giám đốc. Nhưng mà trong các doanh nghiệp hiện nay thì cái vị trí mà thăng tiến lên giám đốc nhanh nhất và có thể nói là thuận lợi nhất chính là các bạn đi lại làm sale. Thì tôi mới có hỏi là thế tại sao mà làm sale lại là đi lên giám đốc nhanh nhất? Thì anh ấy nói rằng khi mà làm sale ấy thì các bạn biết tổ chức cái đội nhóm, các bạn có kỹ năng coi như là lãnh đạo, các bạn có kỹ năng thuyết phục khách hàng, có khả năng đàm phán và giao tiếp, xây dựng các mối quan hệ. Và đấy là lý do vì sao mà ngành quản trị kinh doanh, nhân viên kinh doanh làm sale lại trở thành trong những cái nhân việc, một trong những cái công việc mà phải nói là then chốt và đặc biệt quan trọng trong doanh nghiệp. Mặc dù coi như công tác kế toán, công chức sản xuất của bạn tốt đến mấy thì tốt, nhưng nếu như bạn không có một đội ngũ nhân viên kinh doanh giỏi thì chắc chắn doanh nghiệp cũng sẽ không gặt hái được nhiều thành công, đúng không ạ? Và ngoài ra khi mà các bạn có thể là học quản trị kinh doanh thì chúng ta học rất nhiều môn liên quan đến nguồn nhân lực, và sau này thì chính cái ngành quản trị kinh doanh thì bạn có thể là tham gia những cái về phòng nhân lực, quản trị nhân sự trong các tập đoàn, hay bạn cũng thể trở thành những cái vị trí như là quản trị văn phòng, nhân viên chăm sóc khách hàng và nhân viên phát triển các hệ thống kinh doanh. Đấy. Hoặc là nếu như các bạn mà muốn lựa chọn cái ngành là ngành quản trị kinh doanh quốc tế thì bạn có thể trở thành những nhân viên xuất nhập khẩu, quản trị các hợp đồng ngoại thương, đấy, hoặc là quản trị chuỗi cung ứng. Thì đấy là những cái mảng công việc. Và ngoài ra thì các bạn có thể là tự kinh doanh theo một hướng là gọi là startup. Đấy, hoặc là nếu như mà các bạn là có một chút về tiếng Anh, có một chút gì đó về ngoại ngữ thì bạn có thể hoàn toàn có thể trở thành tư vấn viên các thanh toán quốc tế hoặc là các hoạt động xuất nhập khẩu cho các tập đoàn đa quốc gia. Được chưa? Thì vừa rồi thì thầy vừa có chia sẻ cho các em về cái định hướng nghề nghiệp cũng như các tố chất và kỹ năng cần có của một nhà quản trị. Đấy. Và hôm nay thì rất là vui và rất là vinh dự đối với cả sinh viên K34 hôm nay, thì chúng ta sẽ được giao lưu và trò chuyện với một trong những sinh viên rất tiêu biểu và phải nói là rất là thành công trong những năm vừa qua của trường Thăng Long. Anh cũng đã xuất hiện trong rất là nhiều chương trình hướng nghiệp của UEC và cũng là một người bạn rất là thân của thầy trong cuộc sống. Và thầy xin giới thiệu với các bạn, đây là chân dung của Thạc sĩ Vũ Việt Dũng. Anh là cựu sinh viên K15 của ngành quản trị kinh doanh. Và anh Dũng trước đây thì đã từng kinh qua rất là nhiều công việc về nhân sự cũng như là về lĩnh vực tài chính. Và hiện tại thì anh đang nắm giữ chủ tịch công ty cổ phần tư vấn và đào tạo Keyperson. Thì đây chính là một trong những cái sinh viên rất là tiêu biểu của trường Đại học Thăng Long. Đồng thời thì ngoài cái việc mà coi như định hướng cho các em về nghề nghiệp, thì trong quá trình học tập ở Đại học Thăng Long thì nhà trường và cũng như là ngành quản trị kinh doanh, bộ môn quản trị kinh doanh và marketing cũng thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp
để tạo cơ hội cho các em được đi tham quan thực tế và được chia sẻ cũng như trò chuyện định hướng nghề nghiệp từ chính những cái doanh nghiệp mà liên kết với trường Đại học Thăng Long. Thì đây là một số hình ảnh tiêu biểu mà các em có thể nhìn trên màn hình. Thứ nhất, đây là thầy hiệu trưởng Phan Huy Phú cùng với cả thầy Vũ Đỗ Quỳnh trong buổi gặp gỡ các cái doanh nghiệp vào ngày 10 nhân kỷ niệm thành lập trường vào ngày 15 tháng 12 năm 2017. Và đây là một số hình ảnh, và đây là chị Hồng, là đại diện của Honda Việt Nam. Thì hiện tại thì chị Hồng cũng là phó trưởng phòng kinh doanh cao cấp của Honda. Và cũng xin bật mí với các em, đây là bây giờ là phó phòng nhân sự của Honda Việt Nam, chính là một cựu sinh viên K22 của trường chúng ta. Tiếp theo đấy, đây là một cái hình ảnh mà các cái doanh nghiệp rất là ấn tượng khi mà chúng ta được tham quan các cái hệ thống ở trên tầng 10 của chúng ta, đây là hệ thống coi như là khách sạn thực hành của trường Đại học Thăng Long. Và ngoài ra thì với mục đích là tăng cường cái mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các đơn vị và doanh nghiệp bên ngoài, cũng như được lắng nghe ý kiến chia sẻ từ các doanh nghiệp về thị trường lao động, thì Trung tâm Kết nối Đại học Doanh nghiệp UEC thì đã thường xuyên kết hợp với các câu lạc bộ sinh viên tổ chức các sự kiện và tạo cơ hội để các bạn sinh viên được phát triển cái kỹ năng mềm của mình, và cũng là nơi để các bạn khẳng định cái chính cái năng lực của mình trong môi trường đại học. Và đây là một số hình ảnh về ký kết hợp tác giữa trường trong những, và các cái doanh nghiệp trong những năm qua. Thì vào ngày 28 tháng 3 năm 2018 thì trường Đại học Thăng Long đã ký kết biên bản hợp tác ghi nhớ với cả phòng thương mại Trung và Đông Âu tại Việt Nam, và đây là ông Sisanban Budik, ông là phó chủ tịch phòng thương mại Trung và Đông Âu tại Việt Nam, cũng là một trong những diễn giả rất nổi tiếng về startup tại Việt Nam và trên thế giới. Ngoài ra thì chúng ta cũng ký các hợp đồng biên bản hợp tác ghi nhớ với cả Navigos, tập đoàn chuyên về tìm kiếm việc làm trên không gian mạng. Đồng thời thì chúng ta cũng có ký kết hợp tác với cả lĩnh vực tài chính ngân hàng như là ngân hàng VB Bank. Thì không chỉ là ngân hàng VB Bank muốn tuyển các bạn sinh viên ngành tài chính ngân hàng, mà đặc biệt là các bạn sinh viên ngành quản trị kinh doanh cũng có rất nhiều cơ hội để được ứng tuyển vào các ngân hàng với các vị trí như là quản trị nhân sự hay là những cái nhân viên, ví dụ như nhân viên kinh doanh. Ngoài ra một điều đặc biệt nữa, đấy là vào ngày 14 tháng 4 năm 2021 mới đây nhất, thì trường chúng ta đã ký biên bản hợp tác ghi nhớ với cả phòng thương mại và công nghiệp Italia tại Việt Nam. Và đây cũng sẽ là một cơ hội rất là lớn để mở ra cho các bạn khi mà chúng ta có cơ hội được làm việc với các doanh nghiệp rất lớn của Italia, những công doanh nghiệp kiểu như là Polytechnic, tức là doanh nghiệp công nghệ cao, những cái hãng xe rất nổi tiếng như Vespa, Piaggio hay là Ferrari, Fiat. Đây là những cái hãng rất nổi tiếng của Italia, và rất hy vọng là trong thời gian tới khi mà dịch bệnh được kiểm soát thì chúng ta sẽ có cơ hội đi tham quan những cái doanh nghiệp và được hợp tác với cả những cái doanh nghiệp ở Italia. Và ngoài ra trong cái buổi lễ hợp tác với cả ký kết buổi lễ hợp tác thì trong cái quá trình trao đổi thì phía Italia có nói rằng thì những bạn nào học tiếng Ý, sinh viên Việt Nam học tiếng Ý thì rất có nhiều khả năng nhận được các học bổng toàn phần cũng như bán phần mà do phía Italia hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam chúng ta. Đấy. Và ngoài ra thì đây là một số cái hình ảnh về những cái chương trình mà trung tâm UEC kết hợp với cả khoa kinh tế, bộ môn quản trị kinh doanh và marketing đã tổ chức trong những năm vừa qua. Đầu tiên là cái hội thảo về định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, với cái mục đích là tăng cường nhận thức nghề nghiệp, hỗ trợ kỹ năng tìm kiếm việc làm cho các bạn sinh viên, với những cái nội dung được chia sẻ như là kỹ năng viết CV, và thực sự đây là một kỹ năng rất là quan trọng. Chúng ta phải trình bày một cái bản CV lý lịch như thế nào để mà mọi người khi nhìn vào người ta đánh giá rất cao các bạn. Nhà tuyển dụng khi nhìn thấy các bạn, người ta nhận thấy rằng các bạn là một ứng viên rất tiềm năng cho vị trí đó. Đồng thời sau khi viết CV thì các bạn cần phải gọi được, bạn sẽ được đến phỏng vấn. Và chúng ta cũng phải cần thiết là chúng ta phải học cách trả lời phỏng vấn như thế nào để định hướng trọng tâm vào câu hỏi. Và một câu hỏi của chúng ta là thông minh nhất, đúng không ạ? Và nó cũng phải thể hiện được cái bao quát cái khả năng cũng như cái năng lực của các bạn sinh viên. Đồng thời trong buổi ngày hôm đó thì chúng ta sẽ gặp gỡ những cái sự chia sẻ của cựu sinh viên và đưa ra những cái chương trình tuyển dụng của các doanh nghiệp hướng tới sinh viên của toàn trường Thăng Long. Và cái kết quả thì có khoảng 300 sinh viên tham dự và coi như là 143 phiếu khảo sát được thu thập, và sinh viên khẳng định rằng sự kiện đã mang lại cho sinh viên rất nhiều lợi ích và mong muốn được tổ chức rất nhiều sự kiện tương tự trong tương lai. Và ngoài ra thì đây là cái mà điều mà các bạn có lẽ là thầy nhận thấy là các bạn mong chờ nhất. Đấy là những cái chuyến tham quan thực tế tại doanh nghiệp mà các bạn sinh viên rất háo hức khi được trải nghiệm.
Thì năm 2017 thì trung tâm đã tổ chức rất là nhiều cái chuyến tham quan cho các bạn đến những cái công ty như là Tech Expert, những chuyến tham quan ví dụ như là Honda Việt Nam, và đây là sinh viên của ngành quản trị kinh doanh. Thì thầy hôm đấy có làm trưởng đoàn và dẫn tất cả các bạn và cùng các cái cô thầy cô giáo trong bộ môn quản trị kinh doanh đến tham quan Honda Vĩnh Phúc. Và ngày 26 tháng 4 vừa rồi năm 2021 thì chúng ta cũng vừa kết thúc chuyến tham quan Honda Hà Nam. Và tại đó thì chúng ta được giao lưu với một cựu sinh viên của Thăng Long hiện đang là phó phòng nhân sự tại Honda Hà Nam. Và đây là những hình ảnh mà trong cái buổi tham quan ngày hôm đấy. Và ngoài ra thì chúng ta cũng đã được đi tham quan thực tế tại các công ty Samsung vào ngày 25 tháng 3 năm 2019. Và đây thực sự là một trải nghiệm rất tuyệt vời của sinh viên trường Đại học Thăng Long tại một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới hiện nay. Đấy. Được chưa ạ? Và ngoài ra để thuận tiện cho các bạn về cái hướng nghiệp ý, thì trường Đại học Thăng Long có xây dựng một cái website riêng, đấy là uectlu.blogspot.com, và đây sẽ là cái nơi mà đăng tải các thông tin về cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên, giới thiệu các khóa học, kỹ năng mềm nhằm hỗ trợ sinh viên khám phá các kỹ năng làm việc và kỹ năng tìm kiếm việc làm. Đồng thời thì cái website này chính là cầu nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên. Và sau đây thì để thuận lợi cho các bạn thì thầy sẽ copy cái đường link của trung tâm. Thầy sẽ copy cái đường link của trung tâm và để trong cái phần cửa sổ chat nhé, để các bạn có thể theo dõi và tất cả các hoạt động. Và thầy cũng muốn nói với các bạn rằng thì trong những năm mới đây nhất thì trung tâm kết nối đại học doanh nghiệp thì đã có rất nhiều hoạt động mà hỗ trợ các bạn làm startup. Đặc biệt là vừa rồi vào tháng 9 vừa rồi thì trường chúng ta đã giới thiệu và quảng bá các chương trình đề án 844 của Bộ Khoa học Công nghệ. Và rất vinh dự là trường chúng ta cũng đã có 13 bạn thí sinh lọt vào vòng cuối cùng, tức là được tuyển và được trở thành cộng tác viên cũng như thực tập sinh của chương trình đề án 844 trong tổng số hơn 250 sinh viên từ toàn quốc. Thì có 56 sinh viên được lựa chọn và trường chúng ta là có số lượng sinh viên đông đảo nhất với 56 bạn sinh viên. Và ngoài ra thì trung tâm 13 bạn sinh viên trong tổng số 56 bạn. Và ngoài ra thì trung tâm UEC hiện tại đang tổ chức một cái quảng bá một chương trình đề án Startup của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đấy là chương trình 1665. Và khi các bạn tham dự dự án này thì các thầy cô của trung tâm sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiệt tình để các bạn tham gia và có các cái cuộc thi mà mang lại cái kết quả cao nhất cho cá nhân cũng như cho nhà trường. Thì đấy là một số cái chia sẻ của thầy. Và hiện tại thì trung tâm UEC có thứ nhất là có cái Blogspot, và cái thứ hai là thầy sẽ đưa cho các em một cái đường link của trung tâm UEC ở trên Facebook. Thì trung tâm ở trên Facebook thì cũng sẽ có những cái hoạt động tương tự như là đăng tải các cái chuyến tham quan hay là đăng tải các cái chương trình mà hỗ trợ sinh viên trong các chuyến tham quan cũng như là các công việc khác liên quan đến định hướng nghề nghiệp. Thì thầy để ở hai cái đường link ở đây để các bạn có thể join vào và nhận cái thông tin từ trung tâm. Được chưa ạ? Và thầy rất là cảm ơn cái sự lắng nghe của thầy cô cũng như là tất cả các bạn sinh viên. Và bữa sau đây thì thầy cũng xin nhường lời lại cho cô Trang để tiếp tục những cái chương trình thú vị và hấp dẫn ở tiếp theo với sự chia sẻ của chị Bùi Ngọc Hà là trưởng phòng nhân sự của công ty MISA cũng như là cựu sinh viên Vũ Việt Dũng ạ. Xin chân thành cảm ơn tất cả các quý thầy cô và các bạn sinh viên, và hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những môn học tiếp theo ạ. Chào tất cả các bạn.